giờ bạn nghĩ số mệnh của loài người lại nằm trong tay của một cậu nhóc và chú ngựa của cậu ấy chưa? Luôn phải đối mặt với rất nhiều hiểm nguy, Kang chỉ có một cơ hội duy nhất, đó là sử dụng chiếc quần chứng danh của cậu ấy để biến thành một anh hùng không gian. Mời các bạn và các em hãy thương.